Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả trong chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu do Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi tổ chức và được phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần từ 10 giờ đến 10 giờ 45 phút và sẽ được phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Ngoài ra, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi cũng được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội khác. Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại của một khán thính giả, đó là một bác 65 tuổi nữ ở thành phố Hải Phòng. Dạ, alo, tôi xin chào tất cả ekip của chương trình. Tôi năm nay 65 tuổi và chồng tôi là 67 tuổi. Dạ vâng. Tôi kết hôn từ 1983 thì đến nay là 45 có lẻ. Dạ vâng. Và thế nhưng mà 45 vừa qua đấy là bắt đầu chúng tôi chung sống với nhau thì chồng tôi thường xuyên cặp bồ mà bỏ bê vợ con. Vâng. 15 đầu là không có quan tâm gì đến lương hay là nuôi con hay quan tâm gì. Thế sau đó là môi trường của ông ấy là ở trong bộ đội, là dưới tàu, nghỉ hưu bộ đội rồi thì ra bên ngoài cũng làm thuyền trưởng tàu bên ngoài và vẫn cứ tiếp tục ngoại tình. Sau khi nghỉ hưu 60 tuổi ở tàu ngoài về ở nhà vẫn tiếp tục đi, chỉ đến khi dịch Covid ấy thì là không đi được. Thì tôi cũng 5 lần 7 lượt tôi làm đơn rồi nhưng mà không thành, bởi vì là cứ mỗi một lần làm đơn hoặc là nói động đến cái chuyện đấy thì ông nằm im, không phản đối, không xin lỗi, không có cái gì cả. Vâng. Nói chán mà kệ mày, mai tao lại đi. Vâng. Thì tôi nghĩ là thôi, già rồi thì bao nhiêu năm như thế rồi thì tôi nghĩ thôi cũng nó lì rồi, trai rồi tôi cũng chấp nhận, tưởng là đã xong. Thế nhưng sau khi Covid không đi được ở nhà thì bắt đầu lại chấp mấy cái con này. Tôi được phép gọi là con bởi vì là cái con này nó chỉ đáng tuổi con thôi. Vâng. Đấy, tức là cặp nó từ 2021. Thế vâng. Nhưng mà tôi mới bắt được tại trận là từ 2-3 tháng nay. Khi mà tôi bắt được, tôi nghĩ là thôi tôi chẳng tổ chức đánh ghen vì tôi theo dõi hết rồi. Vâng. Tôi chỉ nghĩ là khi mà bắt được ở trong nhà nghỉ ra thì tôi mở, tôi mới ông về nhà nói chuyện. Và cái con bé kia thì để cho con tôi nó vào nói chuyện, nhưng mà khi bấy giờ nó chui vào trong nhà nghỉ, nó không ra nữa. Vì biết nhà nó rồi thì lúc nào mình đến nói chuyện được, nhưng mà đến khi mà về nhà thì bây giờ đấy, ông mới bảo là coi như đấy, tôi bây giờ như là bà không ấy thì không, tôi có nhu cầu tôi đi. Khi mà như thế rồi lại bảo là thôi bây giờ ông đã như bóc bánh giả tiền thì ông không ấy chỉ thôi, tại sao ông có liên lạc với nó. Thế mới hai nên là bây giờ tôi hỏi chương trình mà gái như này, ông mới bảo là ông không cặp bồ mà đấy là ông có nhu cầu ông đi thôi. Thì bây giờ ông mới ngoại tình như thế thì có đáng được tha thứ không? Ly dị thì ông ấy có bảo là đấy bà cứ đi đâu thì đi, bao giờ bán nhà là bà về thì như thế có phải khủng bố tinh thần không, mà coi như bây giờ tôi rất là ức chế. Rồi. Thế tôi nhờ chuyên gia tư vấn cho tôi ạ. Cái việc ức chế của chị không phải là bây giờ mới có, mà chị đã từng nói rằng là từ năm 1983 khi hai người lấy nhau là chuyện ngoại tình của ông có vẻ như là trường kỳ kháng chiến rồi, đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng, thứ hai nữa là chị cũng nói là đã 5 lần 7 lượt để gửi đơn ly hôn, nhưng cuối cùng là chị cũng không phải là cái người mà quyết tâm để có thể rời bỏ cuộc hôn nhân này, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà quyết tâm thì chắc chắn là tòa sẽ xử được, chứ không phải là không, đúng không? Thì là tôi còn liên quan đến cái nhà. Thế thì đấy là do chị, tóm lại là chị vẫn tiếc cái nhà, tiếc cái tài sản chung của hai người, đúng không ạ? Một người là 65 tuổi, một người 67 tuổi, bây giờ lại vẫn cứ hỏi là có nên tiếp tục hay là ly hôn hay không? Anh Đinh Đoàn cũng sẽ chia sẻ một vài lời với chị. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, xin chào chị ở Hải Phòng. Dạ vâng, chào anh ạ. Chắc là mình bức xúc quá thì mình cũng muốn chia sẻ vài câu thôi, chứ còn thì chắc tôi có nói chắc chị cũng chả nghe đâu. Bởi vì 40 năm chịu đựng được, người ta đi cặp bồ với người khác trước mặt mình, kể cả có bắt được người ta cũng thách thức mày làm gì thì làm. Vậy thì mình có cũng như không, trong mắt người ta có tôn trọng gì mình đâu. Cho nên cuối cùng thì quyết định là ở hay đi là ở chị. Tuổi này rồi thì một là chia tay đi cho nó nhẹ nhàng. Nếu có chia tay chị cũng có nửa cái nhà, bởi vì chị cũng chẳng ở cả cái nhà làm gì. Mình ở cho nó thanh thản còn hơn 65 tuổi, suốt ngày đi dình ở nhà nghỉ. Chỗ của mình không phải là chỗ đi vào nhà nghỉ để điều tra xét hỏi, để khám phá vụ án. Mà đi tham gia hội nọ hội kia, giữ gìn sức khỏe, vui với con với cháu. Chắc con chị cũng trưởng thành rồi, kết hôn 40 năm chắc các cháu cũng phải ba mấy rồi, đúng không? Nó cũng đang đi thuê nhà. Thế bây giờ xử bây giờ tôi hỏi thêm về luật hôn nhân, nếu như bây giờ mà tôi mới ông mới chia tay thì cái nhà đấy thì con tôi nó có được chia không ạ?
Thứ nhất, nếu anh chị đồng ý cho con thì sẽ là của con. Thế còn thì nếu mà chia thì chia đôi anh chị, còn thì các cháu đứa nào lấy vợ lấy chồng rồi thì thôi bố mẹ cho nó bao nhiêu là quyền là mình mà. Chia nhà thì nếu mà hai vợ chồng còn đang sống thì sẽ chia đôi. Vâng. Thế còn anh chị quyết tâm là cả hai vợ chồng không lấy gì cả, chia đôi, nhà có hai đứa con cho hai đứa, còn hai vợ chồng đi hai bàn tay trắng là của mình hết nhá. Còn nếu để hiểu biết cụ thể hơn về cái chia đất chia đai thì chị liên hệ với lại văn phòng luật sư. Đấy là việc thứ nhất, là chị hoàn toàn có quyền chia tay. Mình tuổi 65 rồi, chả biết trời cho sống bao nhiêu, ôm cái nhà làm gì mà suốt ngày phải đi lởn vởn ở nhà nghỉ, chỗ môi trường ấy không có tử tế gì cả. Ban nãy chỉ cứ hỏi một câu là tha thứ hay không, người ta đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Đây cả một đời anh chạy đi, tha cái gì, người ta có coi mình là cái gì đâu mà tha thứ. Đây là việc thứ nhất. Còn việc thứ hai, nếu mình không muốn xáo trộn nữa, cả đời mình 40 năm chịu đựng được thì chịu đựng thêm 20 năm nữa cũng có là bao nhiêu đâu, thì chị phải coi như ông ấy có cũng như không. Bây giờ chị đi theo dõi để chị giữ gìn sự trinh tiết của anh ấy à, đúng không? Một ông già 67 mất nết 40 năm nay rồi, bây giờ chị giữ cái gì, đúng không? Cho nên là chấp nhận chung sống, nhưng mà cơm ai người ăn, việc ai người làm, coi như cái duy trì cái này cho gọi là có. Chứ rình rập theo dõi mà ông ăn năn hối lỗi, ông ấy về vợ chồng vui vẻ thì may ra còn làm. Còn đây làm 5 lần 7 lượt suốt mấy chục năm nay rồi không chán à. Cho nên tôi nghĩ là ở đây là một thì cắt hẳn để cho nó nhẹ lòng. Thứ hai là chấp nhận chung sống nhưng mà cũng coi như không có. Mình tập sống cho riêng mình đi nhá. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn. Và như chị chia sẻ câu chuyện của mình thì tôi biết rằng cái băn khoăn lớn nhất của chị không dám chia tay cuộc hôn nhân này, đó chính là cái nhà, nên sống cho bản thân mình là chính. Anh Linh Đoàn cũng đã chia sẻ với chị rồi, xin chào chị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ Nghệ An. Hello, em nghe anh ơi. Dạ vâng, chào bạn. À, câu hỏi của bạn là gì vậy? À, anh ơi, cho em hỏi cái giờ. Em thì sinh năm 73. Vợ thì sinh năm 79, mà đứa đầu thì 2001, đứa thứ hai thì 2009, đứa thứ ba thì 2013. Mình giờ mà quan hệ thì giờ mình bỏ vào có em bé nữa không? À, thế à, chồng 50 tuổi, 51 tuổi rồi đúng không? Vâng. Vợ thì 79 thì cũng bốn mấy rồi đúng không? Vâng. Thế đã từng bao giờ bỏ vào chưa? Thì mười mấy năm nay đã dám bỏ đâu giờ. Thế không dám bỏ thì bỏ đi đâu? Mình ba đứa rồi thì giờ có dám bỏ nữa đâu. Rồi, thì tôi đang hỏi 13 năm qua, con út là 13 tuổi rồi thì bỏ đi đâu? Thì mình cho ra ngoài, thế giờ mình muốn bỏ vào cho bà xã thì có tình hình có em bé không? Tức là trong 13 năm vừa qua thì hai vợ chồng quan hệ tình dục, sử dụng biện pháp tránh thai bằng cách là xuất tinh ngoài âm đạo đúng không? Và bây giờ thì chán cái trò ấy rồi, thì bây giờ muốn cho trong việc trọn vẹn từ đầu đến cuối là ở trong đúng không? Vâng. Cho hết vào trong đúng không? Vâng. Và bây giờ là không biết là với người phụ nữ 44, 45 tuổi như thế thì cái khả năng có thai có cao không? Thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Mời chị Hải ạ. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Vợ em là 44 tuổi đúng không? Vâng. Kinh nguyệt của bạn ấy thế nào em? Thì bình thường à. Tức là hiện nay chu kỳ kinh nguyệt của bạn ấy vẫn đều đúng không? Vâng. Đối với một người phụ nữ 44 tuổi mà kinh nguyệt vẫn còn đều tốt, thì kể cả người ta đã bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi chẳng hạn, ví dụ như thế, thì cái khả năng mà nó có thai ngoài ý muốn vẫn rất là cao em ạ. Nhá. Trước đây em đã áp dụng biện pháp xuất tinh ngoài âm đạo khá là may mắn ấy, bởi vì khi mà áp dụng biện pháp này thì đấy cũng là một biện pháp không phải là biện pháp an toàn. Cái tỷ lệ thất bại của nó cũng rất là cao ấy. Thế mà rất may là mình lại không bị lỡ kế hoạch lần nào. Cho dù như vậy thì đến bây giờ thì mình vẫn phải áp dụng biện pháp tránh thai em nhé. Vợ em vẫn có thể có thai ngoài ý muốn. Mặc dù ở tuổi này thì cái xác suất nó không còn cao như là cách đây 10 năm hay 20 năm nữa nhé. Nhưng vẫn có thể xảy ra. Vì thế đến bây giờ thì em vẫn phải áp dụng biện pháp tránh thai. Mà tốt nhất ý, chị nghĩ là áp dụng phương pháp xuất tinh ngoài âm đạo nó cũng khá là mạo hiểm. Cho nên là có thể tính phương pháp khác đi. Ví dụ mình dùng bao cao su chẳng hạn. Chỉ trừ khi nào mà vợ em mãn kinh hoàn toàn ý, không còn hành kinh nữa, thì em mới có thể quan hệ tình dục và không cần áp dụng biện pháp tránh thai nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ chưa? Nếu mà vợ của bạn vẫn có chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng đều đặn như thế thì cái khả năng có thai
là rất cao, đâm ra cẩn thận nhá. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải, xin chào bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Dạ, em chào các chuyên gia. Rồi, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Năm nay em 40 tuổi, nhưng mà gia đình vẫn hạnh phúc bình thường. Nhưng mà em mới quen một bạn gái anh. Bạn ấy là sinh cùng năm, cùng ngày, cùng tháng với vợ em đấy. Thế sinh đôi à? Em không biết nữa, nhưng mà thế là bạn ấy sinh cùng ngày với vợ em. À, tức là quen một cô gái, đúng không? Cô ấy có chắc là ngoại hình hơi giống vợ mình. Thế ngoài ra thì cô ấy lại còn sinh cùng ngày, cùng tháng, có cùng giờ với vợ mình nữa. Dạ, thế là... xin ơn vợ em ạ. Rồi, thế là yêu thương cái cô gái này bao lâu rồi? Được 4-5 tháng rồi, chuyên gia. Rồi, 4-5 tháng nay làm gì rồi? Đi quá giới hạn nhiều lần ạ. À, quá giới hạn nhiều lần. Thế mà lại còn tự tin nói vợ chồng em vẫn hạnh phúc. Tôi khả hiểu khái niệm hạnh phúc của bạn là cái gì? Tức là bạn đang ngoại tình đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi, thế cái cô gái kia có chồng có con không? Bà ấy thôi chồng ạ. Rồi, thế vợ biết chưa, 4-5 tháng? Dạ, vợ chưa. Thế à, thế đã thú nhận với vợ chưa? Em nói măng máng thôi chứ em không nói sâu ạ. Rồi, thế nói măng máng để chuẩn bị tinh thần là ly hôn vợ à, hay là thế nào? Bây giờ em xin các chuyên gia cho em lời khuyên làm như thế nào đấy nhỉ? Ôi, lời khuyên với cái trường hợp này thì bây giờ bạn muốn giữ gia đình hay là muốn đến với cô tình yêu mới thì bạn phải nói rõ thì mới lời khuyên được chứ. Bây giờ em vẫn muốn giữ nhưng mà gia đình thì đâu có gì đâu anh, đâu ảnh hưởng gì. Nhưng mà tức là giữ gia đình hay là giữ tình yêu? Khó hiểu câu trả lời của bạn thế. Gia đình muốn giữ mà tình yêu muốn giữ ạ. À, tức là bạn ăn tham đúng không? Tức là muốn vẫn có người tình của mình ở ngoài nhưng mà vẫn có gia đình. Thế là 40 tuổi, có mấy đứa con rồi, con lớn chưa? Em 2 rồi, đứa đầu 15 nè, đứa thứ 2 7 tuổi ạ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Em mới 40 tuổi, hiện nay em làm gì? Em làm nghề dịch vụ ạ. Làm nghề dịch vụ tầm quất massage? Dạ không, là lái xe ạ. À, lái xe, thu nhập khá không? À, cũng tạm ổn ạ, đủ trả nợ với lại xoay sở. Vợ thì làm gì? Vợ thì cũng làm công nhân ạ. À rồi, hai vợ chồng, hai con, nhà cửa ổn định không? Xe ô tô của mình hay là lái thuê? Dạ, xe của mình ạ. À thế hả? Thế cái quen cái cô bạn gái mà bằng tuổi vợ, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng giờ ấy là ở trên đường hay là khách hàng của mình hay là ai đó? Bạn này bạn làm tư cướp ạ, em bị chân tay đấy, là em phải là đi làm tư cướp ạ. Rồi. Dạ. Bạn kia chưa từng có chồng bao giờ hay là ly hôn, ly thân hay mẹ đơn thân? Nhà mẹ đơn thân ạ. Thế là bạn ấy nhờ ai đó cho một đứa con hay là có chồng rồi ly hôn? Dạ, ly hôn bác Đinh Đoàn ạ. À, thế hả? Này nói đùa chứ có ngon hơn vợ mình không? Thì ngon hơn ạ. Ngon ở cái chỗ nào? Ngon ở cái quan hệ vợ chồng tình dục hay là người ta tốt hơn hay người ta tử tế hơn hay xinh hơn? Em muốn khôn trả lời. Nói thế chứ em thật ra em biết rồi đấy. Chẳng có ai lại bảo em rằng thôi cứ vừa có vợ xong rồi cũng khéo khéo để mà giữ bồ. Em đã hỏi lên đài, hỏi đến ai rồi người ta cũng trừ có mấy cái cậu bạn mà cũng giống như em ấy. Thì mới khuyên em là khéo léo, giữ là để cho vợ không biết, để mà vừa có gia đình vừa có bồ. Chứ còn chắc chắn là anh Đinh Đoàn hay anh Thành Văn hay bác sĩ Hoàng Thúy Hải hay là bất cứ ai làm nghề thì cũng sẽ nói với em rằng là quay đầu là bờ. Rất là may là vợ chưa biết, em có nói măng máng thôi. Nhưng mà vợ thì cũng chắc cũng mải làm ăn hoặc là cô ấy cũng không thèm để ý, cô không biết. Không một người nào chấp nhận rằng chồng mình vừa có gia đình lại vừa có bạn gái. Cũng giống như em, bây giờ em mà phát hiện ra vợ em đi làm công ty, mà có thêm một cậu lái xe khác, cũng là tuần cũng chỉ có là gặp nhau ở nhà nghỉ, vui vẻ hai lần thôi, còn về nhà vẫn chọn nghĩa vẹn tình với chồng, chắc mình cũng điên lên đúng không? Yeah. Bởi vì bản chất của hôn nhân đó là một một thôi. Chỉ cần thừa một người là đã hỏng việc rồi. Chẳng qua là mình ăn vụng thế thôi. Nhưng mà rồi cái kim mà bọc rẻ lâu ngày nó cũng lòi ra. Cái chuyện có một mối quan hệ ngoài luồng ấy, thế nào cũng có lúc sơ sẩy.
Mà rồi khi sơ xảy ra thì một là tan nát gia đình nhà mình, các con nó coi thường, vợ thì đòi ly hôn, mình thì lại đến với cô kia thì ngon lành gì đâu, cũng bỏ chồng rồi, cũng bằng tuổi vợ mình, thì chẳng khác gì là bán cái bàn cũ đi để vơ một cái ghế gãy, đúng không? Dạ. Ừ, thôi, tham thì tham có chừng mà dừng đúng lúc, tham thì cũng lòng vả lòng sung, cũng nhiều người tham, nhưng người ta không ăn quá lâu đâu. Chứ còn cái mong như em mà khôn như em là vừa có gia đình vừa có bạn gái thì làng anh đây người khôn như thế nhá. Dạ, em cho em hỏi tí bác sĩ, bác Linh Đoàn ạ. Hả? Cô bảo là bây giờ em không lấy chồng nữa đâu, em thì không muốn phá vợ hạnh phúc gia đình anh. Nhưng mà em cũng không lấy chồng nữa, em ở vậy thôi. Đấy, cô nói vậy đấy. Chẳng qua hiện nay đang có mình đi qua đi lại tuần mấy lần? Cũng được vài lần ạ. Đấy. Chẳng lấy chồng mà cô còn phải làm, mấy ăn tuổi cũng 40 rồi. Tuần lại được cái ông này, ông ấy cho vài lần thì thấy thế nó cũng đủ. Cho nên cô ấy cũng còn tập trung là nuôi con. Thế nhưng mà cái chuyện mà vài lần với nhau ấy, nó khác với chuyện vợ chồng lắm nhá. Con người ta sống với nhau không phải vì có vài lần. Có nhiều đôi vợ chồng đến một cái tuổi nào đó không còn có quan hệ lần nào, nhưng người ta vẫn nghĩa tình với nhau. Thế còn có những dạng mà tuần 3 lần đấy, nhưng mà cũng chỉ là bộ bịch thôi, đúng không? Yeah. Mà vợ thì là nhà, mà bồ là lều, là quán. Lều quán một cơn gió nhỏ thôi là đổ là sập. Còn cái nhà của mình mới cần giữ nhé. Hãy nhớ rằng người Việt Nam vẫn hay gọi chồng mình, vợ mình là nhà em. Em có nghe thấy bao giờ không? Ví dụ đi đâu giới thiệu chỉ bà vợ ở đây là nhà em. Vợ là cái nhà, mà cái nhà thì cần phải kiên cố. Còn bồ thì là cái lều. Thôi thì chú tạm. Mà thế thôi, đừng có cười nới cái lều này giờ để đòi xây dựng kiên cố là một đội quy tắc vào người ta giật đổ đấy nhá. Tất cả những cái ví von của anh Đinh Đoàn là bạn nên suy nghĩ nhá, nên dừng lại đúng lúc. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Qua câu chuyện này thì không biết bác sĩ Hoàng Thúy Hải suy nghĩ như nào, thì nhưng mà tôi thì tôi nhớ cái câu thơ của nhà báo Trần Hòa Bình là thêm một người thứ ba thì chuyện tình thành giang dở, và cứ thêm một lời hứa thì lại một lần khả nghi, có đúng không ạ? Cảm ơn anh Thành Văn. Tôi cũng muốn gửi đến bạn trai ở Bình Dương một cái lời nhắn rằng là những người là phụ nữ, nhất là như vợ bạn chẳng hạn, hay là phụ nữ nói chung, chúng tôi rất không muốn là chồng của mình lại đi chia sẻ tình cảm, chia sẻ kinh tế, chia sẻ tất cả mọi thứ với một người phụ nữ khác. Đấy không bao giờ là cái mà chúng tôi chấp nhận hay là chúng tôi mong muốn. Dạ. Vì thế là tôi nghĩ là bạn đang rất là mạo hiểm. Vâng, hiện tại có thể là vợ bạn đã biết rồi nhưng mà cô ấy chưa muốn nói rõ với bạn, hoặc vì rất nhiều những lý do khác, vì con cái, vì công việc, vì làm ăn mà vợ bạn chưa nói với bạn. Nhưng sâu thẳm đã là những cái rất là tổn thương đối với cô ấy rồi. Dạ, vâng, vì thế là như anh Đoàn đã nói rồi, mình dừng lại càng sớm càng tốt ạ. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn cũng như bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Vâng, chào anh chuyên gia nha. Dạ vâng, chào anh. Vâng, vâng. Anh băn khoăn điều gì ạ? Em đang hỏi một vấn đề này cho cháu con gái em á. Vâng. Con gái đầu em là năm nay 27 tuổi, cháu mới xây dựng gia đình được 4 tháng. Ngày cháu đã có bầu nghĩa là 6 tuần. Vâng. Thì cháu bị cái sởi đậu. Trước đây cháu lại không tiêm. Vâng. Sởi đậu đấy thì là có ảnh hưởng về đến thai nhi thế nào không ạ? Sau này có dị tật không? Thì các bác sĩ ở tuyến huyện người ta nói là khả năng có cái dị tật. Dạ vâng. Thì vừa rồi là em mới đưa cháu ra Hà Nội là đi sàng lọc. Vâng. Các bác sĩ nói là sàng lọc thì chưa có kết quả, nhưng mà chưa vấn đề gì, nhưng mà người nhà rất lo sẽ có phương án thì cũng sẽ tư vấn. Rồi, thế là dạ vâng. Bố lại rất quan tâm đến chuyện sinh nở của con gái đúng không ạ? Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em năm nay là 55 ạ. 55 tuổi mà đã có con 27 tuổi, thế là 28 tuổi lấy vợ à? Vâng, 28 tuổi ạ. Được đông con nhiều cháu chưa? Em là được 3 cháu, hai cháu trai, một cháu gái đầu. À, đây là con gái đầu của anh đúng không? Ông ngoại chắc là cũng mong muốn là mẹ tròn con vuông. Đâm ra là băn khoăn, mà bà ngoại ở đâu mà không hỏi, lại giao cho ông hỏi thế? Dạ, bà ngoại thì lại đi làm, cháu là ở Thanh Hóa mà lấy chồng Hải Dương, công tác ở huyện. Bây giờ là thai của con là bao nhiêu tuần rồi ạ? Thai của cháu giờ là được 10 tuần rồi ạ. À, 10 tuần thì làm sao mà đã sàng lọc được anh?
thấy bác sĩ tuyến huyện nói là 9 tuần 2 ngày cho cháu đi sàng lọc, thì em đưa ra Hà Nội thì là 6 ngày sau các bác sĩ thì trả lời em đang rất băn khoăn. Rồi, thế là khi mang thai thì con gái anh đã bị thủy đậu đúng không? Và cái khả năng của thủy đậu ảnh hưởng đến thai nhi ra làm sao thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Xin mời chị Hải. Vâng, tôi chào anh ạ. Vâng, em chào bác sĩ ạ. Phải nói là bố yêu con gái lắm ý nhỉ? Rất là thương đúng không? Rồi lại lo cho nó. Con bị thủy đậu thì nó có nặng không ạ? Nó chỉ nổi một số nốt. Nốt là lên hết toàn bộ, hết cả người ạ. Vâng ạ, chỉ ngoài da thôi ạ anh, còn không có một biến chứng gì khác đúng không? À không ạ, cháu sốt 2 hôm thì em không dám cho uống thuốc, em đưa ngay lên viện thì cháu thấy nốt lan tan này. Các bác sĩ là xác định là sởi đậu thì 2 ngày sau là mọc đầy hết cả lên. Thế là mấy ngày thì con hết hả anh? Trong vòng 4-5 hôm sau là cháu dịu luôn, dịu dần. Vâng. Tôi thì tôi nghĩ thế này, tất nhiên là không phải cái trường hợp nào mà mắc thủy đậu nó cũng có thể gây dị tật thai nhi. Thế còn nó còn phụ thuộc vào cái sức đề kháng của từng người, phụ thuộc vào cái mức độ bệnh. Cái quan trọng nhất là con không có một cái biến chứng gì. Có nhiều bạn, đặc biệt là những người lớn mà mắc thủy đậu thì cái biến chứng nó sẽ nặng hơn ở trẻ con rất là nhiều. Thậm chí có thể có những trường hợp mà nó biến chứng vào tận não nữa. Của con mình như thế, trộm vía thế là cũng mừng rồi. Bây giờ thì trong trường hợp của con như thế này thì gia đình lo nhất là không biết có bị biến chứng gì gây dị tật thai nhi không đúng không? Tôi thì tôi nghĩ là tại thời điểm này thì cũng chưa có một cơ sở nào có thể khẳng định chắc chắn là con có thể bị có biến chứng gì hay không. Bởi vì con mới có thai với có khoảng 10 tuần, ít ra bây giờ những cái dị tật thật là sớm cũng phải 16, 18, 20 tuần mới có thể phát hiện ra được. Và cho dù như thế nào thì có lẽ là mình cố gắng động viên cho con thôi. Để cho nó không quá lo lắng và mình vẫn cứ theo dõi thật là kỹ cũng như là thăm khám định kỳ. Những trường hợp như của con mình như thế này thì nên lựa chọn lấy một bệnh viện có kỹ thuật tốt anh ạ. Con nếu có điều kiện con ra Hà Nội vào đúng những cái thời điểm mà nó tầm soát tốt ý, thì cũng có thể phát hiện sớm được những cái dấu hiệu nguy cơ. Thế tôi nghĩ là bệnh viện sản nhi Thanh Hóa cũng khá là tốt mà. Cháu ra bệnh viện Hà Nội rồi. Vâng, các bác sĩ ở ngoài bệnh viện Hà Nội sẽ hẹn tiếp cho con là tuần thứ bao nhiêu sẽ phải quay lại. Tùy theo những cái tuần của tuổi thai thì các cái xét nghiệm nó mới có thể thực hiện được. Cố gắng động viên cho con rồi chăm sóc cho nó có một cái sức khỏe thật là tốt. Hiện nay thì bạn ấy làm ở bên nông nghiệp thì cố gắng hạn chế tiếp xúc với những cái hóa chất, đặc biệt là hóa chất bảo vệ thực vật. Đúng rồi, vì cháu này làm trong cái trại gà của công ty Eco miền Tây á. Vâng ạ. Nên em bảo là nay Tết là thôi nghỉ luôn à. Vâng. Có điều kiện thì nên báo cáo với cả bên lãnh đạo của trung tâm để có thể chọn những cái công việc khác để cho con hạn chế những cái nguy cơ nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của con, bởi vì con đã từng có tiền sử mà nhiễm thủy đậu như thế này rồi thì có thể dễ nhiễm các cái loại virus khác anh ạ. Và bất cứ nhiễm loại gì thì đều rất là khó an toàn cho con. Thế thôi chứ còn không quá lo lắng đâu ạ. Rồi, anh đang nghe có những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải đấy chứ ạ. Hy vọng anh sẽ đồng hành cùng con trong cái việc chăm sóc thai nhi như thế này, nhất là thời điểm này nha anh nhé. Xin chào anh ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Alo. Tôi đang nghe đây. Tôi muốn tư vấn về, tôi có thằng con năm nay cháu sinh năm 1992. Vâng. Đấy, bảo ở nhà mẹ cũng đi xem nọ xem kia, nó bảo là đi cái gì, nó gọi là gì duyên, duyên âm. Nhưng mà tôi đi cắt nó chả được, bây giờ cháu nó đi làm, nó lái máy, nó không hay ở nhà. Thế nó cứ đi về thì bây giờ để ý nữa. Tối nó về thì cứ lúc nào nó chỉ gác điện thoại, nó chơi điện tử, cứ một ấm trẻ một bao thuốc. Cháu nó năm nay hơn 30 rồi, trái vợ còn trái, nói yêu đường chết rồi. Thế là anh có mấy cháu? Tôi có một cháu thôi. Con duy nhất của mình là một chàng trai sinh năm 1992, 32 tuổi, và từ trước nay là chưa yêu ai bao giờ. Trái yêu cái gì rồi? Vẫn hàng ngày đi làm bình thường.
tối về chả đi chơi ở đâu cả, cầm điện thoại chơi điện tử cả đêm, đúng không? Số điện thoại mới ấm chè bao thuốc cứ ngủ. À lại còn ấm chè bao thuốc nữa, thế thành cụ già rồi thêm điếu cày nữa thì xong rồi, vào vô lão của làng rồi đấy, đúng không? Ông này ông trước kia về tôi chửi cho là bia ông bỏ không ấy, ông chỉ ông quay ông hút thuốc lá. À trước cũng có hút, bây giờ bị bố chửi thêm là không hút lại, đúng không? Chờ chỉ hút thuốc lá thôi. Rồi thế cái chuyện vợ con thì bố có chửi nhiều nữa không? Vợ con thì tôi vẫn bảo mà bảo cho mày xem là xem được cả làng cả xóm là còn mỗi mình mày, mày không lấy thì sau này cha này cũng nào lấy mày đấy, nhìn chết. Thế thì ngày nào cũng chửi như thế à? Ông cháu đi làm thì thoảng về bố con mới gặp nhau thôi. À chửi theo tuần thôi đúng không? Đâm ra là cái không nói chỗ anh thông cảm này, tôi thì tôi làm Quảng Ninh thì tôi ở xa mà. À, về một lần. Rồi thế là mẹ con ở nhà với nhau, còn bố thì anh năm nay bao nhiêu mà vẫn đi làm ăn xa được à? Tôi năm nay là tôi sinh năm 64 mà. À sinh năm 64. Rồi, thế là đủ tròn 60 tuổi rồi. Thế bây giờ anh mong muốn điều gì ở chúng tôi? Đấy, tôi muốn kiếm cô gái nào đấy để giới thiệu cho con trai anh à? Các anh tư vấn giúp tôi xem là tình hình cháu thế nó có phải về mắc duyên âm không hay như thế nào? Rồi, thế thì cắt mấy lần rồi? Rồi, đợt nọ mẹ nó nghe thế, bảo đi cắt thì mình nó trả đủ, vẫn cứ thế này. Rồi, cắt lần đi mất mấy trăm triệu? Cắt rồi đâu, mất có mấy triệu rồi. À, cắt rẻ nhỉ? Bây giờ là nếu mà không thì là anh Đinh Đoàn kiêm nghề cắt duyên âm để xem cái chàng trai 32 tuổi này xem là dừng duyên âm như thế nào để kết duyên với người Trần. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Rồi, xin chào bố trẻ Thái Nguyên. Rồi, vâng, cảm ơn bác. Mình nghi là con trai mình có duyên âm đúng không? Mà duyên âm tức là ma nó theo, mà nói như theo dân gian là con nhà anh có mà ma nó theo. Đúng là 32 tuổi. Chả chơi bời, chả tán tỉnh ai cả, chả có giao lưu gì. Đi làm về rồi ngồi làm ấm chè với ôm điện thoại thì đúng là chỉ có ma nó theo thật. Chứ còn người thường không ai người ta theo. Phụ nữ người ta phải trông giỏ bỏ thóc. Người ta phải nhìn thấy người nó cũng chả được cái mặt nọ phải được mặt kia chứ. Còn là mình ngồi một chỗ thì ai người ta đến người ta bế đi đúng không? Có lẽ đến cái tuổi này rồi không phải mắng nữa. Mình tạo điều kiện hỗ trợ. Cậu ấy nhút nhát, gọi là nhát gái, hay là cậu thật sự không thích gái, hay là nó có vấn đề gì. Nếu như bạn ấy chưa lấy vợ nhưng mà bạn ấy tốn gái lắm, nói theo kiểu ngôn ngữ thanh niên là bạn có rất nhiều bạn gái. Bạn ấy nay hẹn hò cô nọ cô kia và bạn ấy sống cũng rất là phóng khoáng, phóng túng chẳng hạn. Thì mình sẽ lo kiểu khác. Thế còn con nhà mình tuổi 32 mà chẳng có quen biết cái bạn gái bao giờ. Bây giờ mà có bạn gái có khi ngồi đấy mà bẻ ngón tay chưa biết cất lời câu chuyện thế nào thì bố mẹ lại phải là người hỗ trợ. Tôi nhắm trong làng ngoài xóm xem có cái cô nào, con nhà mình sinh năm 92 thì nhắm cái cô nào 95, 97, 98 học hành xong rồi có công ăn việc làm rồi, đạo đức tử tế, và mình cũng nhắm trước đi những cái phần cơ bản thì mình phải làm trước. Như này bác Đinh Đoàn này, bây giờ tôi ở đây là cũng tư vấn cho rồi, ở nhà thằng Anh nó cũng đi làm mối cho mấy đứa rồi. Bây giờ nói chín để anh em biết là cháu là cái thời kỳ nó làm ở ngoài Quảng Ninh này. Vâng. Thế là không may nó ông mua cái đồ bím giả của Trung Quốc này. Mua cái đồ bướm giả của Trung Quốc, vâng. Đấy, nó nghịch thời gian thì là về ở nhà thì là tôi dọn túi đồ nó vô tình tôi túm được. Mình nhìn nó nhún nhún bảo không biết cái gì. Thế là bảo vứt đi, thế nó vứt. Vứt trong thời gian là nó mang đồ về, thế tôi vẫn nhìn thấy mà. Tôi quát bảo mày vứt ngay những cái đồ mất dạy đi. Mày thiếu được cái trò vớ vẩn mà cái này hỏng hết. Hỏng hết cái tính đấy của mày thì còn ra cái gì. Thế cháu nó bỏ thời gian năm bây giờ nó vẫn đi lái máy xúc bình thường mà. Nghe như thế thì về mặt sinh lý là cậu là người đàn ông bình thường. Có rồi. Nhu cầu 30 tuổi là đỉnh cao của khát khao tình dục. Không có nhu cầu có bạn gái thật phải mua cái đồ giả ấy để xài. Còn hơn là nó chẳng thích gì cả. Hoặc là nó lại còn thích một cậu con trai chẳng hạn. Thì sẽ còn có cái lo hơn. Nghe anh nói rằng là cháu nó mua cái đồ giả ấy nó xài thì thực ra không phải ghê gớm lắm đâu. Nghĩa là thôi thì không có cơm thì phải ăn tạm bắp ngô ấy mà. Giống như mình đói lòng thì ăn tạm củ khoai cho đỡ đói. Cũng không phải là mất dạy mất đốn gì lắm đâu. Thanh niên nước ngoài mà người ta mải làm mải ăn 30 ba mấy người ta chưa có vợ ấy. Là người ta cũng sử dụng cái đó đấy ạ. Nó sản xuất ra để người ta bán chứ mà chứ có phải mất dạy đâu. Cho nên cái đó không thành vấn đề. Cơ bản nhất là bây giờ đến cái tuổi này rồi. Cứ đi làm với lái máy xúc suốt ngày, môi trường tiếp xúc thì ít. Mình phải ủn cậu ấy vào, phải đẩy cậu vào. Đôi khi sẵn nong sẵn né rồi, mình dắt đi đến đây đưa đến đó. Thế còn thì có điều kiện nữa thì anh về đêm anh ngủ với con đi. Anh nói thế thật sự thế nào, con có muốn lấy vợ không?
hay là con bây giờ con là con muốn nhưng mà con không tán được ai, hay là con không thích, hay là con có dự định gì không, bố hay mẹ hay là anh có giúp gì được không? Cái đấy là xin phép bác tí là đưa về tôi cũng tâm sự con rồi, hai bố con bảo thế mày xem nào đi, bây giờ cả cái xóm còn đứa nào đâu, bây giờ cả thằng nào như mày, bây giờ mày lấy đứa nào được, già trẻ thì bốn đứa, bây giờ miễn sao mày nhìn đến là ưng ưng đứa nào thì để bố sang bố hỏi trực tiếp, mày lười không tán thì bố dẫn mày đi hỏi ra ngoài. Nhưng nó bảo bố làm gì thế, giờ hơi bố đi, con sẽ giới thiệu bảo anh, chứ có thằng anh con bác mà nó dẫn đi thằng nó vợ con đâu đấy rồi, nó dẫn mấy đứa nhưng mà ông này đến nó cứ ngất ngang ngưỡng chả đâu đâu rồi. Nên cái chán nhưng bảo cháu không thế mà. Thế qua đây đi hỏi qua các bác là tư vấn là cháu có phải có chương trình. Thứ nhất là tôi khẳng định là không có duyên âm, mà nếu mà nói duyên âm thì là nói cái dạng là đúng là có ma nó theo. Và cắt thế chứ có cắt đến chục lần con nhà anh thì cũng vẫn vậy thì chắc cũng sẽ khó. Một là mình phải có giá trị gì đó, đẹp trai cao to, có tiền có xe, ngoài ra còn mồm mép tép nhảy, còn làm ở cái môi trường rất nhiều bạn gái va đập tương tác thì rồi kể cả bạn ấy nhát thì sẽ có những cô gái cô chủ động. Nhưng mà đây con nhà mình ngoài 30 rồi cũng không phải có những cái gì để mà xuất sắc mà thu hút, lại còn ở cái môi trường suốt ngày làm việc với cái máy, tối về lại ôm cái điện thoại thì đúng là ai người ta biết đâu mà người ta đến, đúng không? Một là tạo điều kiện cho cháu thay đổi môi trường đi, không làm ở chỗ ấy, đi làm ở chỗ nào đấy, công ty xây dựng hay công ty gì của nước ngoài mà đấy có nhiều cô thợ may thợ dệt đấy, mỗi lần mà hết ca là nghìn cô gái nó túa ra ấy. Thế xong con mình thì thôi có đần có hiền nhưng mà trông cao giáo sáng sủa rồi, nó cọ nó sát trong lòng nó mà đã thích rồi thế. Kể cả đứa đần nhất hay đứa chậm mồm chậm miệng nhất thì nó cũng có cái cách để nó tìm bạn nhá. Thế còn thì nếu như thế này càng ngày nó sẽ càng ngại đi. Bởi vì những người bằng tuổi cháu thì người ta có chồng có con cả rồi. Những cháu bé quá thì nó chê. Vì là dạng chú tồ, ba mấy tuổi không có bồ. Tôi nghĩ là không có phải là khích rằng là mày cứ muốn tìm được ở đâu, bây giờ không biết tìm đâu ấy chứ. Thế thì bàn ra là chuyển đổi môi trường nhá. Rồi, tôi thì tôi nghĩ là với trường hợp này, nếu cứ cái lịch trình hoạt động và làm việc của chàng trai này rằng là ban ngày thì đi làm lái máy xúc, tối về làm ấm trà, mấy gói thuốc, kèm điện tử nữa thì không ra ngoài, thì đúng là kể cả hàng xóm láng giềng có khi cũng không biết được chàng trai này đang sống tại nhà hay là đi thoát ly ở đâu rồi đấy. Chứ không phải riêng các cái cô gái trong làng đâu anh ạ. Anh phải thay đổi cái cách sống của cậu ấy đi. Bởi vì 32 tuổi đúng là bước vào cái tuổi gọi là ngại yêu, ngại tán gái rồi. Nha anh nhá. Xin chào anh. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bạc Liêu. Hello. Tôi đang nghe đây ạ. Bệnh đi cho hỏi bác sĩ gì cái lý nam đấy. Anh nói đi. 2 năm nay cương dương nó yếu, nó không quan hệ. Cho bác sĩ có thuốc điều trị gì được. Rồi. Thế năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? 52, tức là từ năm 50 tuổi thì là thấy yếu đúng không? Yếu có làm ăn được gì không hay là yếu hẳn? Cũng lai dai chứ không bình thường. À, cũng lai dai từ tháng được đôi lần không? Tháng vài lần nhé. Cũng có bệnh nền, bệnh mà máu nhiễm mỡ đó. À, có bệnh máu nhiễm mỡ, có tiểu đường, có huyết áp không? Không. Thế vợ có than phiền không? Cũng không có than gì. À, vợ thì bao nhiêu cũng được đúng không? Không có chả sao đúng không? Không than phiền. Nhưng bản thân mình thì thấy là yếu. Cũng như là khi bà vợ bác biết mình bệnh đó, người ta cũng không có than phiền. À, tức là vợ biết mình yếu thế cũng không đòi hỏi gì nhiều, vợ không than phiền nhiều đúng không? À. Rồi, thế thì yếu như thế nào và cái việc tiếp theo là khởi động lại nó để nó khỏe như ban đầu ra làm sao thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Mời bác sĩ ạ. Vâng, tôi chào bạn ạ. Bạn làm nghề gì vậy? Cũng làm nghề chăn nuôi rồi. Cái tình trạng của bạn 2 năm nay thì nó như thế nào? Tức là mình thấy nó yếu là yếu thế nào ạ bạn? Bạn có thực hiện được cái việc đấy không? Tức là bạn thực hiện được cái việc đấy hay là bạn đang thực hiện thì nó đã hết mất rồi hay là không thể thực hiện được hay là như nào bạn? Nhưng mà muốn vậy thì nó lên thì nó không tương dương. À, tức là nó cũng có một chút rối loạn cương dương đúng không? Kể cả mình có muốn quan hệ thì lúc đầu chỉ được một chút thôi, xong rồi là về sau thì nó lại xìu ngay và mình không thực hiện được trọn vẹn cái việc quan hệ tình dục đúng không? Dạ, uống thuốc này thuốc kia là uống đủ loại thuốc nhưng mà cũng dễ vậy.
Tức là chỉ toàn uống các cái loại cây cỏ rồi con nọ ngâm con kia ngâm để cho nó khỏe thôi chứ còn chưa đi khám bao giờ đúng không? Thôi bây giờ chắc là mình có thể lên Cần Thơ, có thể lên Thành phố Hồ Chí Minh, mình đến các cái bệnh viện mà người ta có chuyên khoa nam học ấy, xong rồi người ta sẽ khám cho mình thật là kỹ để người ta tìm xem là nguyên nhân vì sao mà mình mới có 52 tuổi mà mình đã mắc chứng rối loạn cương dương như vậy. Và chỉ có khi tìm được nguyên nhân thì lúc đấy người ta mới có thể điều trị cho mình. Chứ còn bây giờ mình chỉ có dựa vào các một số loại thực phẩm và nhất là thực phẩm chức năng. Mà bao giờ thực phẩm chức năng cũng có một câu rất kinh điển. Đấy là thực phẩm chức năng thì không phải là thuốc, cho nên không thể được thay thế được thuốc chữa bệnh. Nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải từ trước. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Dạ vâng ạ. Rồi, chào bạn. Câu hỏi của bạn là vâng, gì vậy? Em có một câu hỏi, anh có nghe thấy không ạ? Có, nghe rất rõ. Dạ vâng. Hình như là rất trẻ đúng không? Là... bao nhiêu tuổi rồi? Em 38 ạ. À, 38, đã xây dựng gia đình chưa? Em có gia đình rồi ạ. À, thế à, thế là có mấy cháu rồi? Em có hai cháu rồi ạ. À, các con lớn chưa? Một cháu thì đang học lớp 10, một cháu đang học lớp 3. Ồ, thế là cũng phải lấy chồng sớm lắm ấy nhỉ? 38 tuổi, con lớp 10 là 16 tuổi rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi, hỏi vấn đề gì vậy bạn? Vâng, em có câu hỏi muốn hỏi tới các anh chị là em đang có một cái khúc mắc, đấy là về cái vấn đề về gia đình đó. Thì chồng em thì sinh năm 77, gần 50 tuổi đầu rồi. Nhưng mà anh ấy thì lại hay chơi bời với lại những cái bạn cùng tuổi á, thì chơi bời thì cũng chỉ gọi là chén rượu chén chè thôi. Nhưng mà đặc biệt là khoảng tầm một năm gần đây là anh ấy mất kết nối hoàn toàn với lại cô con gái đầu nhà em ấy. Giữa hai đứa con là không có sự nói chuyện, à, cả như là không ăn cơm cùng cùng mâm luôn nếu mà không có mẹ ở đấy đó. Rồi, tức là có mâu thuẫn với cô con gái đầu của mình, là con gái là 16 tuổi đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Rồi. Và bạn có biết lý do tại sao không? Tại vì là bố thì mẹ hay đi nhậu nhẹt, hay đi chơi bời với bạn bè đấy. Xong là về nhiều khi lại cứ hay đánh đập gọi con người. Rồi, thế là anh ấy nhậu nhẹt suốt ngày à? Cũng từ thời kỳ, tại vì là làm công việc của nhà nước nên là cũng nhàn ạ. À. Nhưng mà từ trưa rồi đến tối thì những người bạn ở nhà người ta không có công ăn việc làm gì, người ta cứ gọi điện đấy. Nhiều khi thì lại có thể là 10 giờ trưa người ta đã gọi rồi, hoặc cũng có thể là 5 giờ chiều, 4 giờ, 5 giờ chiều là người ta cũng đã gọi rồi đấy ạ. Rồi. Vâng, thế là em cũng khó nói, nhưng mà nhiều khi kể cả bản thân em cũng bị tác động vật lý chứ không phải là không ấy. Rồi, tóm lại là anh ấy còn bạo hành cả gia đình luôn đúng không? Bạo hành cả vợ, cả con. Và khiến cái mâu thuẫn giữa con gái và cha là đỉnh điểm ở mức độ là hai bố con không nhìn mặt nhau, không ăn chung mâm. Đúng không? Đúng rồi, vâng. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào bạn gái trẻ. Dạ vâng, em chào anh ạ. Việc đầu tiên là ngoài cái chuyện đi nhậu nhẹt về với lại không gần gũi với con thì có gần gũi với mẹ không? Có yêu mẹ không? Vợ chồng có tốt không? Người ta bảo là cũng có thể rằng là tuổi không hợp đấy. Nhưng mà thôi thôi thôi. Tất cả đều đổ tại tuổi không hợp. Không có sự gần gũi với lại vợ. Tóm lại là mình còn yêu ông hay không? Tình yêu thì cũng có thể là không có, nhưng tình thương thì có. Rồi, tình thương ông làm sao mà phải thương ông ấy? Ông cán bộ nhà nước, ông có lương, ông đi nhậu suốt ngày. Mình mới là đáng thương chứ thương gì ông ấy. Nhưng mà em thấy ông ấy gầy gò, em lại cảm thấy thương ngại. Khổ thân, mình mới là cái người đáng thương nhất. Có chồng cũng chẳng được yêu thương, quan tâm. Đáng lẽ chồng với lại con gái là rất phải quý nhau. Còn đây đến nỗi mà bị mất kết nối nghe rất là kinh sợ, đúng không? Dạ, thế nhưng mà mình có tin rằng là chỉ có do là con gái nó ghét bố, nó nhậu nhẹt mà nỗi bây giờ không nhìn mặt, không ăn cơm cùng không? Hay còn có cái gì kinh khủng hơn không? Không ạ. Sao mình biết là không?
Mình có gần gũi với con, mình có hỏi là làm sao mà con đến nỗi mà không muốn nhìn mặt bố, đành rằng là bố có đi nhậu, mẹ cũng thế nọ thế kia. Em cũng có nói chuyện rồi, rất là nhiều lần con bảo là ví dụ như là những cái lúc mà mẹ không có nhà đấy, bởi vì công việc của em là thời điểm em cũng phải đi làm từ sáng đến tối ấy, thì là cứ đến lúc dọn cơm ra là bố cứ lừa mít rồi cứ chửi, tức là lúc nào cũng nhìn con như là một cái gai trong mắt ấy, cảm tưởng như vậy ấy. Sao mà gai trong mắt, nhà mình hai đứa trai hay hai đứa gái? Nhà em là một trai một gái ạ. Nhưng mà cái bạn lớn này thì thực ra là bạn cũng hơi ương một chút. Chứ ra ngoan thì tóm lại là con thì ương này, rồi là vợ chồng thì do tính cách cái tuổi nó không hợp này. Thế rồi ông đi nhậu là do vì ông làm cán bộ nhà nước mà hay có cái đám khác nó rủ này. Không phải rằng là cán bộ nhà nước mà đám khác rủ, mà ý em là cán bộ nhà nước nên là công việc nhàn quá. Việc làm phải nhậu vậy đúng không? Vâng, nhàn quá là hay. Thôi tóm lại thế này này. Dạ. Mình có làm ăn gì không? Mình có lương lậu gì không? Hay là ông đi có, làm nuôi mấy mẹ con? Có. Thực ra thì lương của em còn gấp đôi lương của chồng em cơ. Đấy à. Có bao giờ ông ấy đánh mình không? Có. Ngày trước thì gọi là thường xuyên và liên tục. Và có những lúc là năm 2012 là mình còn muốn từ bỏ luôn rồi đấy. Rồi. Cái việc mà con gái nó không thèm nhìn thì mặt đấy, bố nó có phản ứng gì không? Bố nó nói là mất dạy rồi hư đốn rồi, bố nó tìm cách để chinh phục con gái không? Khi mà con nó như vậy thì bố lại càng giấy rỉa con, càng mắng con. Mà bây giờ cứ hơi làm sao tí thì lại bảo là tại mẹ chiều, hoặc là mỗi một lần mà bố cứ hơi chút là bố lại lao vào bố đánh con. Thế đơn giản là cái tâm lý của em rất là sợ. Rất nhiều gia đình có những người bố không gương mẫu, như không đến nỗi con nó căm thù bố đến mức độ mà không nhìn mặt đâu. Nếu như không trực tiếp một cái gì đó kinh khủng. Cái mâu thuẫn nó đỉnh điểm đấy là có những thời điểm là bố đánh con đến mức là học máu mồm ra, hoặc là đang lên phải cho con em đi ra viện để kiểm tra, bởi vì đánh cái chỗ hiểm đấy. Rất là dã man như thế. Bố thì bạo lực khiến cho con xa lánh. Thế vậy bây giờ thì chúng tôi giúp được gì? Mình cũng biết rồi đấy. Mình nếu khuyên được chồng là bớt bạo lực đi thì con nó sẽ gần gũi. Gieo yêu thương thì mới gặt được yêu thương. Mình muốn con nó yêu thương mình thì mình phải yêu thương nó, đúng không? Đấy đấy, mình tìm đến nguyên nhân rồi, chứ còn đừng có chút giận hay là bực, hay là bây giờ hỏi chúng tôi làm cách nào để vận động con phải yêu bố. Chúng ta chỉ chinh phục tình yêu của con. Cho nên là nếu như ông ấy thấy bức xúc, ông ấy cần phải được con cái kính trọng, ông phải thay đổi lối sống. Đừng chút áp lực lên con nữa, không rồi nó ghét luôn cả mẹ đấy. Vì mẹ không hiểu con, không đứng về phía con. Con đang bực bội lúc này, rất là cần hình ảnh người ba đẹp, bố đẹp thì đã để xấu đi, không cải thiện gì. Lại còn mẹ là còn gây thêm áp lực nữa, thì là con nó cũng sẽ xa lánh. Thậm chí nó chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng để được đi đại học, để đi thoát khỏi cái nhà ấy đấy nhá. Mình là người mẹ hay làm bạn với con gần gũi hơn, xem sự thật nó có cái gì đó nó lớn hơn cái chuyện là bố nóng tính hay không. Thế còn nếu mình có đủ tiếng nói thì mình nhắc với ông ấy thấy rằng là một người đàn ông bằng phần đấy tuổi đầu rồi, ở ngoài ai yêu ai ghét không quan trọng, nhưng ít nhất ở nhà phải nhận được sự kính trọng của vợ và con. Mà anh thấy anh sống thế nào phải đến nỗi con nó không muốn nhìn mặt, anh không thấy xấu hổ à? Mà nếu thấy xấu hổ, thấy ngượng, thấy gạo thì phải thay đổi, chứ không phải là chửi át con đi hay là mắng át con đi nhá. Rồi. Có lẽ cái vai trò của bạn lúc này rất quan trọng, và cái lời khuyên của bạn với chồng của mình tôi không thể biết được là có hiệu quả hay không, nhưng mà rõ ràng phải có cuộc trao đổi thẳng thắn với anh ấy để mong nối lại cái tình thương yêu giữa người con với bố mình và sự kính trọng của người con với bố mình. Xin chào bạn nhé, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Toàn. Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau.